Sáng ngày 9 tháng 3, thành phố Uông Bí họp khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố chủ trì. Theo báo cáo nhanh của thành phố Uông Bí, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa ghi nhận ca dương tính với nCoV. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh, chuẩn bị phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực, xây dựng phương án đáp ứng nhanh với 3 cấp độ trong phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Tại địa phương đã tăng cường tuyên truyền, thông tin tình hình dịch bệnh trên các kênh thông tin của thành phố bằng nhiều hình thức với trên 500 tin bài, hơn 5.000 băng rôn, tờ rơi áp phích, tổ chức xuống đường tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên bảng điện tử tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền trực tiếp tại các điểm du lịch. Hiện Uông Bí đã xây dựng phương án đáp ứng nhanh với 3 cấp độ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, bố trí 3 khu cách ly theo quy định, thành lập đội đáp ứng nhanh phòng dịch, các đội thường trực cấp cứu tại chỗ, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện phòng chống dịch cơ bản ổn định, đảm bảo đáp ứng nhanh khi có trường hợp nghi nhiễm nCoV xảy ra trên địa bàn. Địa phương cũng thành lập nhiều đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã, phường, trường học, cơ sở cách ly, khu vực tập trung đông người. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền, sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường cần khẩn trương hoàn thành kịch bản ứng phó dịch bệnh, siết chặt kiểm soát, nêu cao trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, các ngành đơn vị phải nắm chắc tình hình, rõ địa bàn để chủ động ứng phó các diễn biến của dịch, với mục tiêu phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp mắc, nghi mắc, trường hợp đi từ vùng dịch về, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lây lan. Từ ngày 9 tháng 3, ngành y tế tiến hành khai báo tình trạng sức khỏe của người dân trên địa bàn. Các cơ quan đơn vị tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của cán bộ công nhân viên chức, người lao động, người dân đến trụ sở giao dịch.